Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher vào đây. Ok, let's go. Chapter 2. Bật lên. Stay away from my delicious cake. Ok, một cái bẫy chuột. Sau đó thì mình sẽ phải đi tìm một miếng phô mai. Mình sẽ xuống dưới này, bắt vài chú chuột. Sau đó thì mình sẽ chôn vào ta. Ok, let's go. Wow. I really am the best chef in the world. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Granny Chapter 2. Divilos. Bật lên. Let's go. One day. Wow, ông ta đang đây rồi. À há luôn. Wow, ông ta đang hát. Oh my gosh. Và ta lên đây nhanh vậy. Rồi, ok. Mình sẽ chuẩn này.
và một phần ba bức hình đang ở trong này. Rồi mình sẽ nạp luôn. I see you. You're okay, let's go. Rồi mình sẽ tìm ở đây xem còn cái gì không. Đây rồi. Rồi, mình sẽ cấy là cầm khẩu súng này. Shotgun. What? Bà ta hẳn vào hẳn trong này với sợ chứ. Wow wow wow, không hiểu sao bà ta đã vào được bên trong đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba. Đây là một tựa game ma. Vào đây. Yeah, ok. Ok, let's go. Rồi mình sẽ đi sang bên này. Một quyển sách. Trong tựa game này thì các bạn phải đi truy tìm 8 quyển sách thì các bạn mới hoàn thành được game và thoát khỏi trong cái một cái thung lũng như thế này. Rất là khó tìm đường ra và rất là khó gọi là các bạn nhớ được đường, bởi vì nó như một mê cung. Ok, let's go. Đây còn ngõ cụt. Bay qua vẫn chưa có một chiếc chìa khóa nào. Được 4 quyển sách rồi. Đây rồi, let's go. Ok, làm cuốn sách. Xem trong này có gì không. Chỉ có một vệt máu ở đây thôi, nhưng mà không có gì. Let's go, let's go. Rồi, có chút chìa khóa tiếp. Không có gì ở đây. Như một mê cung. Chết rồi, không có chìa khóa để mở để thông sang bên kia.
Đó, tựa game này thì các bạn cứ đi truy tìm 8 quyển sách, sau đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi cái mê cung này và thoát được khỏi con ma ở trong mê cung này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 4, Slender 2. Let's go. Cách chơi của tựa game Slender 2 này rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ đi xung quanh cái map của game này. Sau đó thì các bạn sẽ truy tìm những con ma đang lang thang ở trong map này. Rồi các bạn săn lùng và chụp ảnh nó. Thì ở trong map này thì các bạn chỉ việc tránh mỗi Slenderman thôi. Khi gặp Slenderman các bạn quay đi thật nhanh, chứ các bạn đừng nhìn đâu. Nếu nhìn đâu thì ông ta sẽ giăng tay ra và các bạn sẽ bị bắt ngay. Rồi bây giờ thì mình sẽ truy tìm con ma đầu tiên đây, xem nó chạy đi đâu. Ok, một con. Trong cái Slenderman 2 này thì các bạn chỉ cần bắt khoảng 7 con ma là các bạn sẽ thoát được khỏi map này. Mình sẽ tiến vào bên này xem. Ok, ra ngoài đây xem nào. Vẫn chưa gặp được con nào. Wow, wow. Slender gần đây. What, what? Chạy thôi. Xuất hiện rất là nhanh luôn. Không biết một con ma này nó ẩn nấp ở đâu, tìm mãi vẫn chưa thấy. Trong này chắc không có rồi. Wow, wow, đang bị bắt ma thì gặp Slender. Và khi gặp Slender thì các bạn phải chạy luôn. Con ma này nó sẽ thoát và các bạn phải truy tìm lại xem con ma nó đang ở đâu. Đây rồi. Ok. Và các bạn cứ đi xung quanh cái map này và tìm 7 con ma, sau đó các bạn chụp ảnh và săn lùng nó. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Develops.
Play. Continue. Continue. Okay, let's go. One day. Rồi, và việc đầu tiên thì mình sẽ cầm cái lọ này và sẽ đem xuống dưới để cho bà Grandi sẽ lên trên này. Bà ta lên rất là nhanh luôn, cho nên các bạn phải chuồn thật nhanh, nếu không thì sẽ bị bà ta bắt. Ở đây không có gì, mình sẽ xuống đây, tiếp tục ủi chỗ này. Và mình sẽ mở cái này ra. Không có gì đây. Chuồn luôn. Làm đổ cái này đi, cho bà ta xuống đây. Sau đó thì mình sẽ chui vào đây. Ok, let's go. Ở đây có gì không? Rồi mình sẽ chuồn lên trên này. Bà ta đang cười, một nụ cười rất là kinh khủng luôn. Đây là một cuốn sách, sách học kiểu như là nói tiếng chim. Wow 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 wow. Chạy nhanh. Còn bà ta sẽ lên đây mất. Rồi mình sẽ tìm ở xung quanh đây xem có gì không. Một cái mã code. Chỗ tivi này không có gì. Đây là một cái báng súng đây. Oh my gosh, bà ta ngay đằng sau mà mình lại không nghe thấy tí tiếng chân nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Butcher Room. Let's go. Ok. Các bạn làm sao vậy? Mưu này là các bạn phải đi làm sao để tính toán làm sao mà đủ được cái này mà các bạn thoát được khỏi ông bán thịt heo này. Ở đây thì mình sẽ vào đây. Ok, let's go. Thoát khỏi ông ta rồi. Tiếp tục nào. Năm lượt. Ok. Bắt đầu. What? Đây chứ. Sẽ đây như thế này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Avin. Đây là một bà sơ rất là khó tính. Play, continue, continue. Let's go.
day one, ngày đầu tiên. Hoặc các bạn có thể nói là có thể nói là ngày đầu tiên, hoặc có thể nói là ngày thứ nhất. Rồi, mình sẽ đặt cái này đây. Tiếp tục ném cái này xuống nào. Cái game này thì không biết đã sửa bản lỗi của cái khi lên cầu thang và xuống cầu thang kia. Tại vì khi xuống thì xuống được, và lên thì lại không lên được. Nên mình không biết đã sửa chưa. Admin này của game này không biết đã sửa chưa. Thế mình sẽ thử xem. Sau đây xem có lên được trên không. Tại vì như trước bản bị lỗi là mình không lên được trên này, mà cái cửa này nó cũng không mở ra và mình cũng không đứng lên được. Ồ, không lên là thật, chứng tỏ là vẫn bị lỗi rồi. Bà ta đặt cái này ở đây thì mình sẽ đi kiểu này nhẹ nhàng, đi sang bên trái. Ok, không có gì đâu, đây rồi. Nắp cái này vào đây, sau đó thì mình sẽ xoay xem ở dưới cái giếng này có gì không. Một chiếc búa hammers. Và ta đứng ngay đó chứ. Wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Kevin luôn. Đây là một, nói về một bà sơ thờ quỷ Satan. Và bà ta bị quỷ nhập vào người. Thỉnh thoảng thì mình chơi game mình thấy bà ta đang cầu nguyện trước quỷ Satan. Rất là hãi luôn. Ok, let's go. Và ta đi nhanh rồi. Sợ thật đấy. Không sao, mình sẽ chuẩn được. Oh my god. Rồi, mình đã lên được, lên trên này. Wow. Rồi, con này nghe tiếng giọng rất là hãi luôn. Yeah.
không không. Chưa rồi, không có chữ gì đâu. Oh my god. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.